Em vẫn đi về rừng đồng buốt giá, em đứng bơ vơ. Đó, cái giọng cơ của Khánh Ly là em biết không? Khánh Ly chuyên một màu áo dài đứng hát đó. Ui, cái đó là Khánh Ly đàn bà mà. Đàn bà, Khánh Ly áo dài đó, ừ. Hello everybody, it's me, Kyle. And today I'm in Saigon and I have a very, very special person that I want you to meet. This man is truly a Renaissance man. In fact, he can do pretty much everything. Everything. Các bạn đều biết là mình đã làm cái công việc này là có một cái năng khiếu vẽ bẩm sinh từ nhỏ, coi như là biết vẽ trước khi cấp sách đến trường. Lúc đó rất là mê vẽ, thì đi khắp nơi nhìn những cái gì lạ là vẽ và ghi nhớ trong đầu của mình, và sau đó là sẽ vẽ ra giấy, vẽ ra phấn, tức là lúc nào trên tay cũng có cục phấn, có cây viết, và vẽ khắp nơi trong nhà, thì cái đó nó tạo thành thói quen. Muốn vẽ cái gì phải có một cái sự luyện tập. Ví dụ như vẽ con ngựa mà nó cách điệu trong những cái phim là phim như phim Mulan á, nó vẽ con ngựa thế này. Không. Thí dụ như mình chọn cái ngành mỹ thuật, mình chọn cái ngành về âm nhạc, thì trong gia đình hầu hết gia đình ba mẹ hay có người bảo là những cái ngành nghề đó đòi hỏi khi người ta đã đủ ăn, người ta đủ mặc thì người ta mới nghĩ đến cái việc mà âm nhạc hay là nghệ thuật. Còn trong cái lúc mà giai đoạn của mình là những giai đoạn đất nước khó khăn, mình chọn cái ngành nghề này, nhưng ba mẹ trong nhà cảm thấy là rất tự do, cứ để cho con cái định ra cái con đường của mình và tự quyết định. Ba mẹ không hề mà có cái việc mà cấm cản hay hoặc là làm nghỉ cái việc này làm không ra tiền. Rồi đầu tiên mà để mà tìm được cái loại hình vẽ tranh cá này đó là khoảng năm 2006, là mình thấy trên một cái YouTube xem cái tranh cá 3D này của họa sĩ người Nhật Fukuhori, là ông vẽ cái loại thể loại tranh cá 3D là layer by layer rất là hay. Chính xác là phải đam mê với nó thì mới làm được cái môn này. Ví dụ bây giờ mình muốn vẽ một cái sản phẩm con cá trong cái hộp gỗ, thì chúng ta sẽ có một cái hộp gỗ không trước ha, rồi chúng ta sẽ đổ một cái lớp keo, một cái lớp resin đó. Cái resin thì nó trong suốt, nó giống như nước, mình cứ tưởng tượng nó như nước rồi mình đổ nó vần bằng phân nửa của cái hộp gỗ đó, và sau đó chúng ta sẽ để trong vòng 7 tiếng đồng hồ thì cái sản phẩm nó mới cái keo resin nó mới khô. Và bắt đầu khi nó khô rồi mình sẽ vẽ một cái lớp cọ đầu tiên. Mình sẽ vẽ cái đuôi của con cá. Ví dụ mình đang nói về con cá ba đuôi đi, mình sẽ vẽ con cá ba đuôi, cái đuôi của nó và bốn cái vây của nó. Và mình sau đó mình sẽ đổ lớp keo vào, lại tiếp tục chờ 7 tiếng đồng hồ. Khi 7 tiếng đồng hồ khô, mình sẽ vẽ lớp tiếp 2 là mình vẽ cái thân của con cá. Khi vẽ cái thân con cá xong, mình lại đổ một lớp keo vào, vẫn lại chờ 7 tiếng đồng hồ. Mình sẽ vẽ tiếp tục là vẽ cái lớp vảy đầu tiên. Coi như nãy giờ là mình đã được 3 layer, 3 lớp rồi nha. Mình lại chờ khô. Mình lại 7 tiếng đồng hồ sau, mình lại chờ khô xong, mình lại vẽ tiếp lớp vảy thứ tư. Coi như lớp thứ tư đó, lớp vảy. Rồi lại đổ keo vô, và lại chờ tiếp, là mình mới đổ lớp keo sau cùng. Coi như trung bình một cái thủy sinh, một con cá mình vẽ trong đó, mình vẽ từ 4 đến 5 lớp. Khoảng năm 2014 mới bắt đầu quay vô cái việc vẽ tranh cá 3D này. Thì vừa kết hợp đi vẽ tranh cá 3D mà vừa làm công tác giảng dạy ở trường đại học. Mình giảng dạy môn về thiết kế đồ họa đó. Rồi bao nhiêu năm kinh nghiệm về làm đồ họa thì bây giờ mình truyền đạt lại cho các anh em sinh viên. Bên cạnh đó vừa song song vừa cái này, coi như là ban ngày thì đi dạy, ban đêm là sẽ vẽ cái này. Và từ năm 2014 cho tới bây giờ là 2017, mình đã có 3 năm dài dặn khá kinh nghiệm trong việc mà vẽ cái tranh cá này rồi. Anh Lý còn có thêm một cái kỹ năng nữa là kỹ năng gì? Trong công ty hồi xưa ở trường, ở lớp các thứ á, là sau khi mà cuối năm hay có tiệc tùng bạc ti là có văn nghệ các thứ á, là anh đàn được và anh hát được, thậm chí anh hát cũng không hay, nhưng mà không thể chê. Anh dùng cái từ không hay nha, gọi là, nhưng mà không thể chê được. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ, lắng nghe tiếng gió, gió nghiêng câu thề. Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố chợ, đôi ngày qua miền xa mà nghe rừng thiên gọi lá. Bay đi xa
tiếng đàn guitar của Lost Ga bay đi xa lời thơ tranh đấu Espanya Lost Ga Garcia anh đã chết với cây đàn guitar. Chứ còn khi mà đám cưới á, cái tụi nó ủa anh Lý hát hay quá sao anh Lý lên đám cưới hát nữa, nó không hát cái kỳ á, anh bật tin lên anh hát quá trời mà sao đám cưới không hát nữa không. Tại vì sao? Tao từng đi đám cưới, tao rất ghét người ta hát đám cưới. Tại vì bạn bè người ta lâu năm người ta gặp nhau ngồi nói chuyện không được cái gì, ở trên kia nó gào trời đó, cái loa nó để coi như là đi đám cưới về khang tiếng hỏi sao vậy, nói chuyện phải gào lên. Tại sao gào? Trên kia ca sĩ nó hát quá lớn à, vậy đó nó không bao giờ hát đám cưới. Tại vì sao? Hát đám cưới nó có cái gì nè, mình hát hỏi đây họ nói chuyện, mình hát hỏi đây họ ăn, đâu không có để ý. Ông già anh mới dạy là ra đường mà gặp cái sự bất công đó hay hoặc là có cái sự mà đối kháng với người ta đó thì mình dùng văn, mình dùng văn trước không dùng võ. Ví dụ như bây giờ mình làm cái nhanh hơn cái nữa, mình phải dùng văn mình đối kháng trước. Khi nào văn mình nói cái kẻ đó mà nó không nghe được đó, nó không có nghe được cái văn, mình phải dùng văn để đối phó nó. Khi nào dùng văn không được mình mới dùng đến võ. Thủ thế này đó, hoặc là thủ như xong đá xài đường thử mà này nó chặt quá đá xài không được mà võ mà vô đường cùng rồi mình mới dùng võ, chứ không phải mình có võ là mình đi đánh ai vậy bạ rồi tù tội rồi đủ thứ. Do đó anh nói tất cả mọi cái mà ngoài xã hội có va chạm, có cọ quẹt, có gì đó thì mình dàn xếp được hết. Nó nói ủa sao anh già mà anh đá ngon lành nhá, nói anh Lý mập mập mà đá nó giống anh giống con gấu trong Kung Fu Panda. Mình nói về vấn đề giống như business thì mình làm phải có business. Thì tất nhiên một cái người làm nghệ thuật theo như mình biết á, bước đầu tiên khi người ta làm về ca sĩ hoặc là kịch sĩ hoặc là họa sĩ chăng nữa, ít có ai mà nghĩ đến cái chuyện đề business đó. Từ A đến Z không có người phụ, không có đệ tử, không có nhân dân marketing, không có nhân dân giao hàng luôn. Thậm chí nó alo anh Lý ơi giao cho em cái này tới quận mấy đó, rồi xách xe đi anh đi dạy nữa dạy ra luôn. Giảng viên đại học mà dẫn những sàn đi giao hàng tại sẵn trên đường đi giao luôn, chứ giờ mình gọi cái người ta chi rồi người ta mất công đó thôi, sẵn trên đường đi dạy rồi đi giao hàng luôn. Thì đây là một cái món quà souvenir rất là ý nghĩa à, một cái người Việt Nam mình một lần trong đời cũng phải đi về miền Tây Nam Bộ à, đi thử cái này có con cái cá tra. Oh my god. À, cá đang chờ. Có đang chờ đó luôn. Chỗ anh thì không có mà anh đi về nhà ông bạn ở Cà Mau á. Ồ anh khoái đi cái này lắm. Em hút đi thuốc cầm tờ báo đó đọc ông đi cái này sao tuyệt vời. Rất là ý nghĩa. Anh nhái được tiếng động vật, con dê, con chó, con mèo, con gà, nhái tiếng xe hơi, xe này được âm thanh các thứ. Đó là con chó mẹ, con chó trưởng thành, còn con chó con nè. Mình sẽ phát triển cái thể loại này nó rộng hơn và nó có nhiều cái mô hình làm bằng 2 mét hơn nữa, chứ không phải vài cá không đâu. Mình cũng rất thích cái dạng này, cái dạng khúc tre nè, nó nhìn nó mượt mà, nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thứ nhất là cái sản phẩm này nó làm từ một cái ống tre. Mình mua cái ống tre về, ống tre mình phải đòi hỏi người ta làm cho sạch, phun BU cho nó bóng mà. Mình mới chẻ nó làm đôi, ok, nó làm đôi thế này. À, anh tự chẻ luôn hả? Đúng rồi, mình làm từ A đến Z luôn. 2 mét mà từ A đến Z luôn, mình tự chẻ luôn. À, mình nhìn vô cái cụm rêu này, cảm thấy nó xốp lên. Nó thành một cái đóng một cái nùi rêu đó. Thì đầu tiên phải đổ cái lớp keo sát cái hộp đáy luôn. Đây là cái hộp như thế này. Đó. À, ở trên là cái cây non, mà chuyển dần xuống cây nó già. Và nó ra một cái lớp nè, 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp, 5 lớp, 8 lớp. Có nghĩa là 8 lớp là tương ứng với lại 7 tiếng đồng hồ. Nhân cho 8 phải chờ đợi à, phải vẽ thêm con cá này vô nó song song nữa. Khi mà tụi anh tốt nghiệp ra trường, một số anh chị hàng thế hệ đầu tiên á mà ra trường á, đâu có làm tự do như tụi anh bây giờ đâu. Năm 90 mình mở cửa ra mình đón nước ngoài vô đó, về hàng không, về các thứ được. Thì lúc đó là cái ngành quảng cáo nó mạnh lên. Thì lúc đó cái ngành mỹ thuật tụi anh mới sống lại. Là sinh viên đang học năm thứ nhất có thể đi làm rồi, đi vẽ bản hiệu, đi vẽ cái này kia, thời trang vân vân các thứ, là mỹ thuật nó sống luôn. Thì lúc đó cái ngành là graphic, ngành đồ họa, ngành graphic, đồ họa nó ra đời. Và cái đoạn đó là người ta làm thì quảng cáo nè, người ta làm phim ảnh nè, người ta làm website nè, cho tới khi mà khoảng năm 2005 là cái công nghệ và trò chơi giải trí, là phim hoạt hình, game, chính xác hơn là bắt đầu game trên điện thoại, game trên máy Nintendo, PSP, game trên PlayStation, game đó. Thì ở nước ngoài nó làm game rất nhiều, do đó nó đưa về Việt Nam nó gia công. Và sau đó cuối cùng khi mà làm ở công tác ở công ty game lớp 8 năm là mình đã
từ giả với công ty đó, bởi vì có lẽ là ngồi cái vị trí mà làm quản trị, làm management hoài nó không hợp với mình. Mình thích vẽ, mình mê vẽ, và lúc đó mình phát hiện ra cái việc mà vẽ tranh cá này, mình mới tiếp tục nghỉ công ty Game Lab và mình quay lại cái ngành mỹ thuật truyền thống của mình, là mình vẽ tranh cá này. Trong cái mỹ thuật á, anh chưa bao giờ mà ganh đua với ai hết, và anh luôn học người ta. Thậm chí những người cả cái vẽ này anh vẫn coi sản phẩm của họ, anh xem tốt chỗ nào để anh học theo. Và trong cái mỹ thuật cũng vậy nữa, chưa bao giờ mà cảm thấy là ganh đua người nào. Người nào vẽ đẹp anh càng thích, anh lấy cái đó anh học hỏi để anh bắt chước theo anh theo đó. Còn những người vẽ dở thì thôi, mình không nói gì hết, mình cũng không có chê người ta gì, mình cũng không khinh bỉ người ta gì. Nhưng mà anh rất thích những người nào mà vẽ giỏi, những họa sĩ thế giới nó vẽ màu nước, nó vẽ những cái gì, những cái tuyệt tác đẹp á, anh lưu lại hết. Anh không để anh lưu cái đường link, anh lưu cái file đó về máy anh xem hết để mình học hỏi. Đã làm là phải làm thành công, chứ không thử nó có hư cũng có, nhưng mà khi anh thử cái đầu tiên anh thử là phải cho thành công mới được, chứ anh mới chịu. Đó mình cảm thấy tự tin trong cái việc đó, mình thử cho bằng được luôn mới được, nhưng mà anh cảm thấy thất bại nó ít hơn là thành công. Chắc giờ chắc không còn siêu như lúc trước rồi, nó hơi trật rồi, nó sẽ không có đúng cái hình của nó. Không có, ví dụ mà ở vị trí mình cầm trên cái bảng thì nó khác, còn ở đây thì nó khác à. Đại khái nó cũng ra một cái dáng đó không? Ta thấy em trong tiền kiếp với cộng buồn cỏ khô, ta thấy em đang ngồi hát khi rừng chiều đổ mưa, rừng thu thái lá mây bay dàn rào, rừng đông bút giá mây bay vạt rào. Ta thấy em trong tiền kiếp với cộng buồn cỏ khô, ta thấy em đang ngồi hát khi rừng chiều đổ mưa, rừng thu thái lá.